Xin chào các bạn, Mai Anh đây. Ngày hôm nay mình cảm ơn anh là một vị khách mời cực kỳ đặc biệt đã từng xuất hiện trên YouTube channel của Happy Skin rồi. Nếu mọi người đã từng xem video clip bí quyết lấy mụn đúng cách thì chắc chắn sẽ biết gì. Xin được giới thiệu dược sĩ Trang Nguyễn, hiện đang là Training Manager của Happy Skin. Xin chào các bạn, hôm nay Trang và Mai Anh sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về nguyên nhân cũng như hướng xử lý của các tình trạng bị bùng phát mụn. Đây chắc chắn không phải là nỗi niềm của riêng các bạn mà còn là của Mai Anh trong thời gian gần đây. Thật sự luôn á chị Trang, không hiểu tại sao khoảng 2 tháng gần đây mọi người biết không, Mai Anh bị bùng mụn rất là nhiều. Mà hơn 23 năm cuộc đời không bao giờ mà bị mụn nhiều như bây giờ luôn á. Vậy nên đây chắc chắn là một video clip không chỉ quan trọng với Mai Anh mà với tất cả mọi người nữa. Cho nên là nhớ like video, subscribe kênh YouTube cũng như tham gia vào lớp tập làm vlogger, vlogger MC trước khi bắt đầu video nha. Đầu tiên chúng ta cần xác định loại mụn chúng ta bị bùng nổ là mụn viêm hay là mụn ẩn. Nếu là mụn ẩn và chúng ta không bị tăng nhạy cảm, chúng ta có thể sử dụng các sản phẩm bằng axit để điều trị, ví dụ như AHA, BHA, retinoic acid, azelaic acid giúp cho vạc sừng và từ đó thì nhân mụn được đẩy lên tốt hơn. Các bạn cần lưu ý trong quá trình nhân mụn được đẩy lên, chúng ta tránh sử dụng các sản phẩm chấm mụn sớm quá, từ đó làm cho nhân mụn bị chai và gây ra những cái vết thâm cũng như là rất là khó xử lý sau đó. Sản phẩm gợi ý toner serum chứa acid, Palatrice 2% BHA liquid, The Ordinary 7% glycolic acid toning, Aubergine 2% BHA, By Witch Drink 5% mandelic acid prep skin water, Goodall AHA pad. Những sản phẩm chứa retinoid, azelaic acid hoặc là niacinamide, MEA Happy Skin Retinol 0.5, Palatrice 10% azelaic acid booster, Palatrice 10% niacinamide booster, Dermaport 20% azelaic acid, The Ordinary hoặc là Lucent Base 10% niacinamide. Những sản phẩm chấm mụn: The Body Shop Tea Tree Oil, Epidural, Palatrice Benzoin Peroxide, Aubergine Cleansing Dome, Acne Treatment. Trường hợp thứ hai, khi bị bùng phát mụn ẩn là da có dấu hiệu tăng nhạy cảm, ví dụ như ngứa, rát hoặc là đỏ da. Trong trường hợp này, có thể sử dụng tẩy tế bào chết vật lý dịu nhẹ thay thế cho tẩy tế bào chết hóa học, đồng thời tăng cấp ẩm cho da để da trở về trạng thái cân bằng. Và khi mụn đã lên còi thì mới chấm mụn để đẩy nhanh quá trình điều trị. Một vài sản phẩm tẩy tế bào chết vật lý gợi ý: Kirin Natural Hour Gel hoặc Dead Clear, Laraposé Ultra Fine Scrub Sensitive Skin, Palatrice The Unscrub, Botanic Exfoliating 2-in-1 Scrub and Mask. Nếu là mụn viêm sưng, chúng ta sẽ cần nhiều dữ liệu hơn để phân tích về tình trạng mụn của chúng ta. Thứ nhất là loại mụn viêm sưng, các bạn bị các mụn sưng li ti hoặc là các bạn bị các tình trạng nặng hơn như papule pustule, có nghĩa là mụn nang, mụn bọc hoặc là thậm chí là mụn nang ăn luồn. Thứ hai là số lượng của loại mụn viêm sưng đó, thì chúng ta sẽ có thước đo từ 1 tới 5 cho để biết là phân tích là tình trạng của chúng ta nhẹ hơn hoặc là rất là trầm trọng. Thứ ba là chúng ta cần phân tích về vùng của chúng ta thường hay bị và mức độ thường xuyên bị ở những cái vùng đó. Từ đó thì chúng ta sẽ có những cái hướng xử lý phù hợp. Ở đây Jay sẽ chia sẻ những trường hợp cũng như là hướng xử lý cho những trường hợp tiêu biểu này như sau. Đầu tiên là tình trạng bùng mụn do rối loạn nội tiết tố, mà Jay là một trường hợp điển hình. Nếu như các bạn gặp Jay bên ngoài sẽ biết là Jay thường xuyên là bị mụn, một vài nốt mụn ở xung quanh cái vùng miệng này. Đây là một tình trạng điển hình trong cái trường hợp là Jay bị rối loạn nội tiết tố do stress. Ngoài ra thì chúng ta còn có những nguyên nhân khác, ví dụ như là có em bé hoặc là chúng ta uống các cái thuốc tránh thai. Bên cạnh đó thì việc thay đổi môi trường sống cũng làm gây ra ảnh hưởng cho cái việc rối loạn nội tiết tố và từ đó là cũng gây bùng mụn. Nếu như các bạn đã ngồi xuống và đã phân tích nhưng mà vẫn chưa tìm hiểu ra được nguyên nhân là từ đâu, Trang khuyên các bạn nên đi tới các bệnh viện và kiểm tra tổng quát cơ thể của mình, đặc biệt là các phần phụ, để kiểm tra là chúng ta có bị nhiễm khuẩn hoặc là có bị các bệnh lý khác hay không, bởi vì đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta bị rối loạn nội tiết tố và từ đó là gây ra mụn. Nguyên nhân thứ hai khiến cho chúng ta bị bùng mụn chính là bị kích ứng. Mà kích ứng thì nó sẽ có rất là nhiều nguyên nhân nhỏ khác nhau. Ví dụ như chúng ta đang sử dụng có là mỹ phẩm nào đó rất là hợp, đến một thời điểm tự nhiên da kích ứng, có thể là da chuyển mùa hoặc là nội tiết tố bên trong thay đổi, hoặc là đơn giản tự nhiên da muốn thì nó kích ứng thôi. Nguyên nhân thứ hai có thể là do làn da chúng ta bị kích ứng một cái mỹ phẩm mới nào đó, bị kích ứng với cả cái mỹ phẩm đó, hoặc là kích ứng với một chất nào đó trong cái sản phẩm đó, thì cũng là lý do khiến chúng ta bị bùng mụn. Và cuối cùng là có thể do chuyển mùa, trời nóng quá, lạnh quá, thay đổi đột ngột quá thì làn da chúng ta cũng bị phản ứng. Và với cả ba trường hợp này á, thì việc đầu tiên mà anh cảm thấy là nếu như mọi người không thể nào kiểm soát được tình trạng kích ứng, có thể tìm tới bác sĩ hoặc chuyên gia để có thể được tư vấn điều trị và kê cho một cái chu trình nào đó để đưa làn da chúng ta trở về cái tình trạng ban đầu. Còn nếu như mà mọi người không đi khám thì ở nhà hãy đưa cái chu trình dưỡng da trở về basic, tức là back to basic, chỉ cấp ẩm, nên làm dịu và chống nắng một cách rất đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Và nếu được thì mình khuyên mọi người nên ngừng toàn bộ treatment để loại bỏ hoàn toàn những cái tác nhân có thể kích ứng cho da.
Và nếu như có những cái nốt mụn kiểu nó viêm sưng nhiều á thì có thể sử dụng chấm mụn, tức là acne spot treatment. Nhưng mà nhớ là chỉ chấm trên cái nốt mụn đó thôi, đừng lan ra vùng xung quanh để hạn chế tối đa cái sự phản ứng của làn da. Những toner nước thần essence cấp ẩm làm dịu da: Mammon Rose hoặc là Chamomile Toner, Claire Supple Toner, Shuhasu First Care Activating Serum, nước thần Sun 37. Các loại serum giúp phục hồi da: Vichy 89 Booster, SkinCeuticals B5, Timeless B5. Những loại kem dưỡng mỏng nhẹ, lành tính: Claire Midnight Cream, Soothing Cream, La Roche-Posay B5 Gel, Skin 1004 Soothing Cream. Những loại kem dưỡng hoặc serum có khả năng hỗ trợ trị mụn: La Roche-Posay Duo Cộng, SVR CBF Clear, Eucerin Pro Acne Solution Super Serum, Avène Street Acne Expert. Những loại kem chống nắng mỏng, nhẹ, lành tính: Skin 1004, Bioderma Aqua Fluid, CNP Tone Up. Khi chúng ta bị mụn mụn sau khi đi lấy nhân mụn nặng mụn về, chúng ta thường hay nghĩ là do cơ sở đó không đảm bảo vệ sinh hoặc là kỹ thuật viên không đảm bảo được tay nghề. Tuy nhiên thì chúng ta còn có những nguyên nhân khác như sau. Thứ nhất là môi trường sống cũng như là thời tiết ô nhiễm. Nếu như mà chúng ta không có được môi trường tốt thì chúng ta sẽ rất là dễ bị nhiễm khuẩn. Thứ hai là do mỹ phẩm chúng ta sử dụng không phù hợp với lại cái làn da sau khi mới lấy nhân mụn về và dễ làm cho chúng ta dễ bị tăng cái sự nhiễm khuẩn hơn hoặc là gây bít tắc lỗ chân lông. Thứ ba là cơ thể của chúng ta đang trong thời kỳ nhạy cảm hoặc là đang không khỏe. Khi đó thì testosterone, androgen được tiết ra nhiều hơn và từ đó thì làm cho cơ thể của chúng ta dễ bị viêm sưng hơn. Và cách xử lý để mà giảm thiểu cũng như là kiểm soát cái tình trạng mụn mụn sau khi đi lấy nhân mụn về như sau: chúng ta cần phải giữ cho làn da của chúng ta sạch, xử lý những cái nốt vừa mới lấy nhân mụn như là một vết thương, và thậm chí chúng ta có thể nhờ bác sĩ kê toa cho các cái sản phẩm bôi giúp kháng sinh kháng viêm cho làn da của chúng ta được lành một cách tốt nhất có thể. Thứ hai là chúng ta dùng các sản phẩm mỹ phẩm dịu nhẹ, nhanh thấm, hạn chế cái tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Thứ ba là chúng ta cần phải tránh đi lấy nhân mụn vào những thời điểm mà chúng ta quá mệt mỏi hoặc là khi chúng ta đang trong thời kỳ nhạy cảm, ví dụ như là trước kỳ kinh khoảng 2-3 ngày. Và cuối cùng chúng ta có thể sử dụng các sản phẩm chấm mụn mà chúng ta đang có để cho tiếp tục chấm lên các cái nốt vừa mới lấy nhân mụn ra, bởi vì đây cũng là một sản phẩm mà giúp kháng viêm cũng như là kháng khuẩn hiệu quả, giúp cho cái vết mà chúng ta vừa mới lấy nhân mụn được lành nhanh hơn. Các sản phẩm nước tẩy trang dịu nhẹ: MEMA Happy Skin Amino Acid Micellar Water, nước tẩy trang của Bioderma của La Roche-Posay hoặc là Irish, Laran màu xanh nhạt hoặc màu hồng. Những loại sữa rửa mặt dịu nhẹ hỗ trợ làm sạch sâu da, ví dụ như là MEMA Happy Skin màu xanh lá, La Roche-Posay Effect La, SVR xanh lá. Các sản phẩm dùng sau lấy mụn để hạn chế thâm: Palatrice 10% Alizic Acid Booster, Palatrice 10% Niacinamide Booster, Dermaforce 20% Alizic Acid, MEMA Happy Skin Spot Treatment Serum, La Roche-Posay Duo Cộng, SVR CBA Clear. Có 4 nguyên nhân làm cho làn da của chúng ta bị mụn mụn sau khi điều trị xâm lấn. Thứ nhất, trong quá trình điều trị xâm lấn, chúng ta chưa đảm bảo vệ sinh cũng như sản phẩm chưa phù hợp để mà sử dụng trong liệu trình xâm lấn. Thứ hai là chúng ta không đảm bảo được môi trường vệ sinh cũng như là chưa chăm sóc đúng sau khi chúng ta điều trị xâm lấn. Thứ ba là chúng ta bị kích ứng với các sản phẩm mỹ phẩm đã được kê sau khi điều trị xâm lấn. Có thể là các bác sĩ đã kê cho các bạn các sản phẩm được đặc chế cho quá trình điều trị xâm lấn này được lành thương nhanh hơn. Tuy nhiên thì khả năng kích ứng đôi khi nó vẫn có thể xảy ra. Thứ tư là liệu trình điều trị xâm lấn này chưa phù hợp với tình trạng da của bạn lúc đó. Có thể là làn da của bạn vẫn còn đang trong quá trình nhạy cảm hoặc là vẫn còn rất là nhiều nhân mụn ở dưới thì vẫn có thể gây cho tình trạng bị bùng mụn sau đó xảy ra. Nếu bạn bị một trong các trường hợp kể trên, các bạn cần quay lại để mà được tư vấn với chuyên gia cũng như bác sĩ nhằm đưa ra hướng xử lý và cũng như chỉ định kịp thời nhất. Tuyệt đối là các bạn không được hoảng loạn cũng như là bôi bừa thứ gì lên trên da mặt của mình trong thời điểm này. Nguyên nhân cuối cùng khiến chúng ta bị mụn mụn chính là không rõ nguyên nhân vì sao. Giống như Mai này mọi người, Mai đi khám bệnh rồi, bác sĩ nói là Mai rất khỏe mạnh. Mai cũng thử ngưng sử dụng cái mỹ phẩm hiện tại của mình, nhưng mà mụn vẫn lên, không thử sản phẩm mới luôn mà mụn vẫn lên. Không hiểu lý do vì sao, hay do nghiệp. Nói đùa vậy thôi, nhưng mà Mai cũng sẽ có hai giải pháp cho mọi người trong trường hợp này. Đầu tiên hãy đi đến khám với bác sĩ hoặc là một cái chuyên gia da liễu nào đó. Bởi vì đôi khi chúng ta sẽ có một cái điểm mù trong chu trình hàng ngày mà mình không có nhìn ra được á, thì những cái người ngoài và những người có chuyên môn sẽ giúp chúng ta nhìn thấy được rõ hơn. Ví dụ Mai có một cái chị bạn, chị đã nói là cũng bị bùng mụn mà không biết lý do vì sao, chị không có ăn cái gì cũng không có gì thay đổi hết. Thì sau khi họ ra thì cái bác sĩ của chị đó mới phát hiện ra là dạo này chị có sử dụng tránh thai, mà chị đã không nghĩ rằng là tránh thai có thể dẫn tới bị bùng mụn. Nhưng mà đó là nguyên nhân đó mọi người, bởi vì thuốc tránh thai sẽ ảnh hưởng tới hormone của chúng ta, giống như chị Jen đã đề cập ở phía trên.
Và cái cách thứ hai nữa là mọi người hãy kiểm tra cái độ nhạy cảm của làn da của mình. Nếu như mà làn da có dấu hiệu bị nhạy cảm, ví dụ như bị đỏ, ngứa rát, giống như là Mai Anh đây, dạo này khi mà bị nổi mụn như thế này á, thì những cái vùng da gần gần đây của Mai Anh nó cũng hơi kiểu bị đỏ, ửng lên, xong rồi kiểu tăng tiết dầu và cái lỗ chân lông nó cũng bị to ra. Đây cũng là một dấu hiệu hơi hơi bị kích ứng thời tiết nhẹ. Thì đối với Mai Anh thì Mai Anh sẽ quay ngược trở lại với cái cách xử lý của cái làn da ở cái trường hợp thứ hai, tức là bị kích ứng, tức là mang sẽ back to basic để làn da của mình trở về cái trạng thái ban đầu. Còn đối với trường hợp những bạn mà không có làn da bị tăng nhạy cảm với mang á, thì mọi người có thể sử dụng thêm acid nè, hoặc là retinol, hoặc là allergic acid cùng với lại chấm mụn để giúp cho mụn được giải quyết nhanh hơn. À, và có một lưu ý nữa là mang nghĩ mọi người nên kiểm tra là cái chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Tại vì đôi khi đây là nguyên nhân á, bởi vì một cái chế độ ăn uống lành mạnh nó sẽ giúp cho làn da chúng ta đẹp hơn 50% lần. Kiểm tra lại xem mình có ăn quá nhiều thịt không, có ăn quá nhiều đồ nóng không, rồi có ăn đủ rau hay là đủ trái cây không. Bởi vì cái việc mà không cân bằng từ phía trong á, nó cũng sẽ gây ảnh hưởng tới làn da chúng ta từ bên ngoài đấy. Và tiếp theo, để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn được chương trình dưỡng da phù hợp trong giai đoạn bùng mụn khủng khiếp như thế này, thì nhà Happy Skin có lựa chọn ra 6 combo khác nhau với mức giá đang được ưu đãi rất là hợp lý để mọi người cùng tham khảo. Combo đầu tiên là combo trị mụn cơ bản dành cho những bạn có mụn sương sương nhẹ nhàng với mức giá cực kỳ mềm luôn. Bao gồm sản phẩm trị mụn Dermaport 20% Azelaic Acid 15g, gel rửa mặt chứa BHA của EMEA by Happy Skin, toner của nhà Mamon có hai phiên bản, hoa cúc chamomile dành cho da cực kỳ nhạy cảm và phiên bản hoa hồng dành cho mọi loại da cấp ẩm nhiều hơn. Combo này có tổng mức giá là 739.000 nhưng đang được ưu đãi với mức giá cực kỳ hợp lý, chỉ có 590.000 cho 3 sản phẩm full size. Combo tiếp theo là combo điều trị mụn ẩn dành cho da khỏe, tức là những bạn mà có tình trạng da như chị Jen có mô tả là bị mụn ẩn nhưng mà không có bị tăng nhạy cảm, da vẫn rất là khỏe mạnh, chỉ là có một tí xíu mụn ẩn thôi. Bao gồm gel rửa mặt chứa BHA của EMEA by Happy Skin, Holytrice 2% BHA Liquid, EMEA by Happy Skin Retinol 0.5% giúp hỗ trợ điều trị mụn toàn diện. Và cuối cùng là The Body Shop Tea Tree Oil. Sản phẩm này mọi người hãy dùng để chấm trực tiếp lên nốt mụn để giúp cho nốt mụn được khô còi và đẩy nhân mụn lên bề mặt da nhanh hơn. Combo này có tổng giá trị là 1.218.000 nhưng đang được ưu đãi với mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ có 890.000 mà thôi. Combo thứ ba là combo điều trị mụn ẩn dành cho da yếu. Đối với combo này thì sẽ dành cho những bạn bị mụn ẩn nhưng mà làn da có dấu hiệu bị tăng nhạy cảm, ví dụ như là bị nóng rát nè, hoặc là rất là dễ kích ứng với những tác nhân từ bên ngoài. Bao gồm gel rửa mặt chứa B5 giúp cấp ẩm sâu và làm dịu da của EMEA by Happy Skin, The Ordinary 7% Glycolic Acid Toning 240ml. Đây là sản phẩm chứa AHA có thể gây ra hiện tượng châm chích trong những lần đầu tiên sử dụng, cho nên mọi người có thể sử dụng nước khoáng xịt lên miếng bông, sau đó cho sản phẩm vào bông để hạn chế kích ứng. The Ordinary Niacinamide 10% và Zinc 1% giúp giảm thâm và trị mụn. Kem dưỡng Skin 1004 giúp làm dịu da có chiết xuất từ rau má. Tổng cộng combo này có mức giá là 1.405.000 nhưng mà hiện đang có ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, chỉ còn 1.090.000 mà thôi. Combo thứ tư là combo phục hồi và duy trì sau mụn. Mọi người biết không, sau khi mà chúng ta xử lý mụn xong thì cái giai đoạn sau đó cũng cực kỳ quan trọng để giúp cho làn da, thứ nhất là nó sẽ không có bị bùng mụn trở lại, và thứ hai nữa là vết thâm cũng có thể bay nhanh hơn. Combo này bao gồm gel rửa mặt chứa B5 của EMEA by Happy Skin, toner Mamon có hai phiên bản là Rose hoặc là Chamomile, tùy thuộc vào tình trạng da mà mọi người lựa chọn nha. Kem dưỡng Skin 1004 giúp làm dịu da có chiết xuất từ rau má. Và cuối cùng là kem chống nắng CNB Tone Up. Đây là một sản phẩm chống nắng có khả năng kiềm dầu rất tốt, cũng như là dịu nhẹ và lành tính cho làn da. Tổng combo này có mức giá là 1.605.000 và đang được ưu đãi với mức giá chỉ có 1.190.000 mà thôi. Combo thứ năm là combo điều trị mụn viêm sưng, và trong combo này sẽ có sự kết hợp của hai treatment là BHA và retinol. Cho nên nếu mà bạn có một làn da mà có mụn viêm sưng nhưng mà làn da khỏe thì mọi người có thể kết hợp cả hai em này trong cùng một chương trình. Tuy nhiên nếu mà làn da hơi nhạy cảm một xíu thì mọi người có thể tách ra, có thể là một em dùng một đêm này, sau đó là ngày đêm hôm sau sử dụng cái em kia để có thể giảm kích ứng cho làn da của mình. Còn về sau thì cảm thấy da không có bị gì hết thì có thể kết hợp chung để đạt được hiệu quả cao nhất. Combo này bao gồm nước tẩy trang EMEA by Happy Skin Amino Acid 215ml, gel rửa mặt chứa BHA của EMEA by Happy Skin, Holytrice 2% BHA Liquid giúp tẩy tế bào chết, và cuối cùng là EMEA by Happy Skin Retinol 0.5%. Bình thường thì combo này sẽ có mức giá là 1.974.000 và đang được giảm giá chỉ còn 1.390.000. Combo cuối cùng chính là combo giúp giảm thâm sau mụn. Thu đi để lại lá vàng, mụn đi để lại muôn vàn vết thâm, đúng không mọi người? Nói chung là cái nỗi ám ảnh về vết thâm mụn á, nó cũng ám ảnh không kém gì là nỗi ám ảnh về mụn đâu. Cho nên là sau khi mà chúng ta điều trị mụn xong rồi thì nhớ là sử dụng thêm những cái sản phẩm có những cái hoạt chất hỗ trợ trị thâm để giúp làn da của mình trở nên sáng mịn hơn nhé.
Combo này sẽ bao gồm Palatrice 2% BHA Liquid giúp tẩy tế bào chết, Dermaphos 20% Azelaic Acid 15g, MEM by Happy Skin Spot Treatment Serum chứa vitamin C và alpha arbutin giúp sáng da mờ thâm mụn. Và cuối cùng là kem chống nắng CNB Tone Up với kết cấu cực kỳ mỏng nhẹ, kiềm dầu tốt và thông thoáng cho làn da. Bình thường combo này có giá là 2.268.000 nhưng hiện tại chỉ có mức giá là 1.690.000 mà thôi. Hy vọng video clip này sẽ giúp cho các bạn vượt qua được giai đoạn bùng mụn khủng khiếp của cuộc đời. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào thì đừng ngại ngần comment bên dưới để chị Jen Mai Anh và nhà Happy Skin hỗ trợ giải đáp nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video clip lần sau. Bye bye.